Vâng, xin chào bác, chào anh em. Hôm trước em có quay livestream thì rất nhiều anh em yêu cầu em là phải quay riêng biệt một lại video của em via cả cái đầu 3300 này để cho anh em xem kỹ lưỡng hơn về cái hình thức của nó và về test thử cả chất lượng cho bác nghe lại nữa. Anh em có nhu cầu rất cao về những em mic via cả cái đầu 3300 này. Không phải đơn giản vì nó kiểu như phong trào hay model mới gì đâu. Model của em R3300 của thương hiệu Riacac này thì nó đã xuất hiện trên thị trường từ những đầu năm 2011 rồi các bác, nghĩa là rất lâu rồi, hơn chục năm nay rồi, nhưng đến bây giờ anh em vẫn ưa thích, vẫn ưa dùng, vẫn săn tìm nó để kiếm được một bộ mic zin đẹp và còn sử dụng tốt, đúng không ạ? Bởi vì chất âm của nó rất hay, chất âm đủ ba giải, tiếng dày sạch sẽ, hát lớn không hề bị vỡ tiếng. Đó là những tiêu chí mà anh em tìm đến với dòng mic Riacac các bác. Và không để các bác chờ đợi lâu, em sẽ quay cụ thể hơn về cái hình thức và cái mạch bên trong cho bác anh em. Đầu tiên thì về quay hình thức các bác. Với tiêu chí của bên em làm hàng bãi thì sẽ có hai tiêu chí đặt ra. Một cái điều đầu tiên đó là phải nguyên zin. Nguyên zin các bác nhá. Nghĩa là zin như nào? Zin những cái mạch bên trong chưa hề sửa chữa, hay là về em mic thì những cái vỉ mạch ở tay mic hay là những cái côn mic đấy, chưa được sửa chữa thì bên em mới làm. Cái thứ hai nữa là hình thức nó phải còn đẹp và chân linh kiện bên trong nó phải còn mới. Chứ dù có zin, dù có đẹp nhưng mà cái chân linh kiện bên trong nó bị oxy hóa rồi thì cũng chẳng dùng được bao lâu, đúng không ạ? Đấy là hai tiêu chí của bên em. Và đây về cái hình thức, đầu tiên chúng ta sẽ quay về hình thức trước. Các bác nhìn ở em Riacac cái đầu 3300 này đúng không ạ? Thì ở đây các bác với một em, các bác tại sao ở đây có 3-4 em à? Cứ mỗi con màu, cái con bên trên thì tối hơn. Bởi vì là em bên dưới này em đã nột cái lớp siêu chống xước rồi, cái lớp ni lông đấy. Trên là cái lớp ni lông chống xước ở trên này này. Thì các bác nột ra nó sẽ bóng sáng đẹp như này đúng không ạ? Còn những em trên này thì chưa nột các bác này. Đấy các bác, em quay bác này. Đây, nó còn những lớp ni lông chống xước, các bác về các bác thích các bác thể nột ra nhé. Đấy, nó sẽ bóng sáng mới lại thôi. Cái thứ hai nữa là về phần tay mic. Phải nói thật các bác luôn, tay mic này thì là bên em đã phải đi thuê để sơn lại cái tay mic này. Bởi vì là tay mic này không thể nào tránh được cái trường hợp ví dụ như là nó bị chảy xước xấu. Nhưng sơn này các bác yên tâm, đây là sơn nhà máy, không phải là cầm cái bình sơn xịt xịt thế này đâu. Bình sơn xịt xịt các bác cạo này là ra hết. Đây, em cạo thoải mái, không hề có vết luôn, có thấy không ạ? Tất nhiên thì không cạo tay thôi, chứ còn cạo bằng kim loại vào đây thì không thể nào ấy được. Đây, em thử cho bác nhé. Đó. Sơn nhà máy nên cực kỳ yên tâm các bạn, đẹp luôn. Đó. Và về phần côn mic đây, côn mic cam kết nguyên zin cho bác luôn nhá, em quay cụ thể chi tiết cho bác anh em luôn. Cái này nhiều anh em không để ý đến đâu, các bác thì cứ nhìn mạch nguyên thế mà hình thức mặt trước đẹp, tay đẹp, nhưng bác không hề để ý côn mic này. Cái củ mic này, một cặp củ mic này Riacac này, các bác mà mua hàng nguyên zin này cực kỳ đắt, và hai cái sự chênh giá nhau giữa hàng còn nguyên zin và hàng thay thế kém chất lượng hơn, nó chênh giá nhau rất nhiều các bác nhé. Cái này thì em cam kết cho bác các anh em là hàng nguyên zin luôn, em khẳng định các bác luôn nhé. Và thứ tiếp theo nữa chúng ta sẽ quay đến mạch. Các bác có thể nhìn đây thì em mới mở ra thôi, em còn chưa lau chùi bên trong đâu. Các bác nhìn có những cái bụi này, đấy, em vẫn còn đang để nguyên, em còn chưa vệ sinh. Tất nhiên thì những hàng này khi gửi đi cho bác anh em thì đều được vệ sinh sạch sẽ hơn nữa. Đây là em mới cầm để quay lại cho bác anh em thôi. Đấy, cái mạch bên trong. Như này sản xuất, em đã nói sản xuất là lâu nhưng mà linh kiện các bác nhìn, linh kiện còn rất là sáng sạch nhá, thì em mới làm các bác nhá. Trần linh kiện anh nhìn đâu ạ? Đây, mạch có ghi ngày tháng sản xuất xưởng luôn, 20/6/2011. Nhưng mà mạch còn đẹp nguyên các bác nhá, mạch còn rất rất đẹp các bác. Đấy, các bác nhìn này, trần linh kiện vàng. Và đây là cái lớp vàng vàng này là cái keo bác, cái keo để mà nó giữ cái bộ chống nhiễu hộp sóng này, chứ không phải là nó bị oxy hóa đâu nhá. Các bác nhìn nhìn kỹ của em, đây này, cái này nó là keo này. Keo để chống thay đổi đấy, cái này nó xoáy, cái này thì nhà sản xuất người ta cố tình người ta làm thì không thay đổi rồi. Đó, quay cụ thể bác nhá. Và quay phía sau nữa, cái phía sau thì các bác anh em, nhiều anh em thì lại bảo là nó có những cái nút gì vậy? Đây, nút chỉnh độ nhạy đi bác nhá. SQAB là chỉnh độ nhạy của kênh của với A với B đấy, mic A mic B. Còn volume đây, volume AB nó ghi rõ ràng nhá, chỉnh có một riêng biệt. Đấy. Còn cổng ba lăng AB thì ra riêng biệt cổng A và cổng B đấy. Còn cổng ra chung thì cổng 6 ly rồi. Đó.
những cái sản phẩm của em mix ra cả cái đồ 3300 này thì em sẽ đều có bao ship và tặng đầy đủ phụ kiện cho bác em, từ chống năn cho đến những dây 6 ly các bác nhé. Còn bây giờ thì em sẽ alo thử một vài tiếng cho các bác anh em để các bác nghe và cảm nhận thử xem cái chất âm của em mic ra cạc này như thế nào nhé. Các bác nhớ nhá, mở lên thì phải khoảng đợi tầm 1-2 giây khi cái đèn nếu lên này thì bắt đầu các bác mới hát được, không các bác bảo nó bị lỗi. Cái này là do cái tính năng riêng của nó chứ không phải là do con mic đâu. Như kiểu là các bác đi xe phải đề ba lên đấy, đề ba lên dốc này. Đây, bây giờ em thử tiếng này. Ali 1 2 2 2 4 5 6 6 7 1 2 2 2 2 em thử cho bác anh em nhé. Cái mẫu mic này lý do tại sao mà em phải thử 2-3 lần tiếng, từ tiếng nhỏ cho đến tiếng lớn. Thứ nhất, đầu tiên là em nói một giải đảm bảo đủ 3 giải cho bác. Và các bác có nói lớn thì em mic này không hề bị vỡ tiếng. Đó là đảm bảo cho bác anh em các bác nha. Anh em đang xem video thì có nhu cầu em mic ra cạc được 3300 này, hoặc các bác có nhu cầu nâng cấp sản phẩm nên đổi mic nhà mình nên dòng đổi mic cao hơn này, bên em đều nhận đổi các cho bác anh em nhé. Và các bác đang xem có nhu cầu đặt trực tiếp luôn thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của bên em luôn. Anh em đang xem video thì nhớ cho em nút like, đăng ký kênh